Và kính thưa quý vị, chú gấu panda Xiao Lihua đang được xét nghiệm sức khỏe tại vườn sở thú San Diego, tin từ San Diego. Các bác sĩ thú y đang tiến hành khám nghiệm định kỳ cho chú gấu panda với cái tên Xiao Lihua. Chú gấu panda tại vườn sở thú San Diego đã được 4 tháng tuổi kể từ khi chào đời tại vườn sở thú. Xiao Lihua có một thói quen kỳ lạ là không bao giờ ngồi yên một chỗ, cân nặng 12.1 pounds, cao 25.9 inch và mọc được 4 chiếc răng sữa. Nhóm bác sĩ khám nghiệm định kỳ và không thấy có sự khác biệt, chú gấu con panda vẫn phát triển đều đặn và bình thường như mọi chú gấu panda khác. Một chuyên gia thú y là cô Jennifer Parsons nói rằng, không biết dinh dưỡng và thực phẩm cung cấp hàng ngày tới chú gấu Xiao Lihua có bị vấn đề gì hay không, nhưng Xiao Lihua không bao giờ ngồi yên, lúc nào cũng thấp thỏm và năng động, chạy nhảy hoặc đi qua đi lại. Đây là một thói quen không bình thường vì panda thường di chuyển rất chậm chạp và ngồi lâu một chỗ. Cô Parson cũng nhiều lần thử nghiệm đùa giỡn với chú gấu panda Xiao Lihua để nghiên cứu và tìm hiểu nguyên nhân tại sao Xiao Lihua có thói quen đặc biệt này. Sở thú San Diego là nơi được chọn hợp tác với Trung Cộng trong các chương trình nghiên cứu và phát triển loài gấu panda tại những nơi có điều kiện khí hậu và môi trường khác nhau.